Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sách và Cuộc Sống. Thưa quý vị, mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta lại có cơ hội đọc rất nhiều các tác phẩm dành cho những người lái đò trí thức, đồng thời tôn vinh truyền thống quý báu của dân tộc, tôn sư trọng đạo. Và trong ngày mùa sách kỷ niệm Nhà giáo năm nay, thì tác phẩm Nghề Thầy của cụ Hoàng Đạo Thúy là một trong những tác phẩm để lại nhiều dấu ấn. Xuất bản lần đầu năm 1944, tác phẩm là tâm huyết của một người thầy nổi tiếng. Sách Nghề Thầy là những tâm sự của Hoàng Đạo Thúy, nhà giáo dục, biên khảo, nhà hoạt động văn hóa xã hội nổi tiếng ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong sách, tác giả Hoàng Đạo Thúy không chỉ xác định mục đích của nghề giáo là đem lũ trẻ con người ta trao cho mà rèn giũa sao cho nên người, nên người có hiếu, mà ông còn chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp giáo dục đúc rút từ sách vở và chính trải nghiệm làm thầy của mình. Nghề giáo trong con mắt Hoàng Đạo Thúy không chỉ là dạy học mà là khai sáng kiêm hoạt động xã hội. Theo ông, người thầy phải đủ lòng yêu trẻ, đủ lòng tin ở vận mệnh nước mình, ở xã hội này có thể thái bình và tốt đẹp được. Từ đó, cả quyết rằng việc giáo dục thanh niên là việc mình, là cả đời mình. Sau gần 80 năm, đa số vấn đề tác giả đặt ra, bàn luận cho đến hôm nay vẫn còn mới mẻ. Đúng như nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Vương đã viết trong lời giới thiệu cuốn sách, nếu loại trừ cách dùng từ ngữ cổ kính mang dấu ấn thời đại đã qua, thay vào đó bằng một số từ đang được dùng phổ biến, ta sẽ thấy cuốn sách như được viết cho chính những người đang làm nghề thầy trong thế kỷ 21. Thưa quý vị và các bạn, để cùng tìm hiểu rõ hơn về tác phẩm Nghề Thầy của tác giả Hoàng Đạo Thúy, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ khách mời của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu khách mời của chương trình, dịch giả Nguyễn Quốc Vương, một tác giả, dịch giả, diễn giả trong lĩnh vực giáo dục và lịch sử. Xin chào biên tập viên Huyền Phương, xin kính chào quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa anh Nguyễn Quốc Vương, được biết trước đây anh cũng là một thầy giáo, một giảng viên của khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Quốc gia, một giáo viên của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành. Vậy khi đọc tác phẩm Nghề Thầy của tác giả Hoàng Đạo Thúy thì anh đã có những cảm xúc như thế nào thưa anh? Thú thật là khi mà đọc cuốn sách của cụ Hoàng Đạo Thúy, một tác giả mà trước đó tôi cũng đọc một vài cuốn rồi, thì cảm xúc phải nói là rất là xúc động. Cụ viết cuốn sách rất là lâu rồi, xuất bản lần đầu trước năm 1945. Tuy nhiên mà khi đọc ấy thì nó chạm đến đúng là trái tim của những người làm nghề giáo dục. Tại vì là cụ đã đề cập đến những cái vấn đề rất là cơ bản, rất là cốt lõi mà nếu như ai làm nghề làm thầy ít nhất cũng phải một vài lần trải qua những cảm xúc hay là những cái trải nghiệm mà cụ trình bày ở trong đó. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cuốn sách hay và giáo viên có thể tham khảo cũng như là có thể đọc nó để lấy lại cảm xúc nghề nghiệp của mình. Có một điều lạ ở cuốn sách đó là dù bàn về nghề thầy nhưng mà ở ngay những chương đầu thì tác giả đã có một chương là mấy lời thưa cùng bà mẹ. Vậy thì điều này thể hiện quan điểm giáo dục gì từ tác giả Hoàng Đạo Thúy thưa anh? Trong lời giới thiệu cuốn sách tôi cũng có nói đó là cụ Hoàng Đạo Thúy viết cách chúng ta rất là xa gần một thế kỷ. Thế nhưng mà cái tư tưởng của cụ ấy đặt ra trong cuốn sách đó rất là hiện đại. Chẳng hạn như là mấy lời thưa cùng bà mẹ nó nói lên một điều là trước khi có giáo dục nhà trường, giáo dục xã hội thì phải có giáo dục gia đình. Và bố mẹ là người thầy đầu tiên của con, đặc biệt là người mẹ còn nuôi con ở trong bụng. Rất là quan trọng, cho nên là trong phần này cũng có đề cập đến thai giáo. Tức là cái mà hiện nay chúng ta trong khoảng 10 năm trở lại đây thì được các nhà xuất bản, các nhà giáo dục, các nhà nghiên cứu và cả người dân cũng rất là quan tâm. Do vậy nó thể hiện cái tầm nhìn nhãn quan cũng như là cái tri thức uyên thâm của cụ về giáo dục học. Cá nhân Huyền Phương thì rất là ấn tượng về cách lý giải vô cùng giản dị của tác giả Hoàng Đạo Thúy về cách giáo dục con người. Đem lũ trẻ con người ta trao cho mà rèn rũa sao cho nên người. Nên người có hiếu sau này gây được gia đình bền chặt. Người dân tốt giúp được nước. Người có tâm với thiên hạ. Làm người biết đạo người, sống hợp với lẽ trời đất. Theo anh thì quan điểm này của tác giả có ý nghĩa định hướng như thế nào trong bối cảnh giáo dục của xã hội ngày hôm nay ạ? Quan điểm đó của cụ Hoàng Đạo Thúy thực chất là đụng chạm với một khái niệm mà trong khoảng 15 năm trở lại đây chúng ta tranh luận rất là gay gắt, đó là triết lý giáo dục. Thì theo tôi hiểu là triết lý giáo dục nó sẽ thể hiện hai yếu tố. Một là xã hội tương lai mà chúng ta muốn hướng đến là gì. Và xã hội tương lai đó được tạo dựng bởi những con người do giáo dục tạo dựng nên. Cho nên chắc chắn chúng ta phải đụng đến yếu tố thứ hai, đó là hình ảnh con người, hình ảnh mơ ước mà chúng ta muốn tạo ra. Thế thì ở đây cụ Hoàng Đạo Thúy đã phác họa rất là rõ hình ảnh con người cụ thể đó. Đó là giáo dục không phải là tạo ra điểm số, không phải là tạo ra những người có thể kiếm được lương cao hay là có danh vị trong xã hội, mà giáo dục cuối cùng là tạo ra con người có ích như thế nào cho gia đình, cho xã hội, cho tổ quốc và xây dựng xã hội thế nào để nó tốt đẹp hơn.
Do vậy, trong cuốn sách này thì cụ đã đụng đến một vấn đề rất là cốt lõi, đó là triết lý giáo dục, mặc dù cụ không nói thẳng ra cụm từ đó. Và đây là vấn đề tôi nghĩ là quan trọng nhất của một nền giáo dục. Nếu như những người làm giáo dục mà không trả lời được câu hỏi này thì sẽ giống như một người đi trên một con đường mà không biết đích đến của mình là đâu, và chúng ta sẽ cảm thấy hoang mang, hoặc là chúng ta sẽ rẽ ngang rẽ dọc và dẫn đến là đẽo cày giữa đường. Trong tác phẩm Nghề Thầy thì tác giả cũng đã dành ra một dung lượng khá lớn những bài viết để chỉ rõ về vai trò và sự cần thiết của mối quan hệ hai chiều giữa gia đình và nhà trường, giữa cha mẹ và giáo viên trong việc là giáo dục cho học sinh. Đồng thời là cũng nhấn mạnh là khi chúng ta tiến hành giáo dục thì phải đề cao tới tiêu chí, đó là trí. Góc nhìn phương pháp này đã thể hiện cái nhìn sâu sắc, tiến bộ như thế nào của thầy Hoàng Đạo Thúy, thưa anh? Ý thứ nhất là cụ nhấn mạnh là nó phải có sự đồng thuận về triết lý, tức là mục tiêu hướng đến. Phương pháp có thể khác nhau, ở nhà trường có thể khác, ở gia đình, nhưng mà triết lý, tức là hình ảnh cuối cùng mà hướng đến là xã hội như thế nào, con người như thế nào thì phải thống nhất. Nhưng cái thứ hai, tôi thấy một cái quan điểm của cụ khá thú vị, đó là trong mục tiêu tạo nên con người toàn diện, ở trong sách của cụ, cụ nói đến trí của thanh niên, của học sinh. Thì cụ nói là trí nó đặc biệt hơn cái khác, là đối với tri thức thì chúng ta có thể truyền dạy cho học sinh, có thể cho học sinh đọc sách để tạo được. Nhưng đối với trí của con người thì cụ giải thích là trí không thể nói mà học sinh có thể hình thành được. Anh có thể thuyết giáo cho học sinh ngày này qua tháng khác, nhưng học sinh không thể là nhờ thầy nói như vậy, nhờ đọc sách giáo khoa mà học sinh có được lòng dũng cảm và sự can đảm. Cho nên cái việc cho học sinh trải nghiệm cho các tình huống có tính sư phạm qua trò chơi, như cụ có giới thiệu rất nhiều trò chơi, ví dụ như là bắt cướp, trò chơi chống buôn lậu, hoặc là giải cứu con tin, vân vân, ở trong sách này cụ có nói đến. Cái trí của người học sinh ấy là nó phải thông qua đời sống hàng ngày, tức là nhờ đến gia đình, đời sống trải nghiệm xã hội, tức là nhờ đến xã hội, và đặc biệt là nhà trường, đó là người thầy phải biết đưa học sinh vào các tình huống. Thì cái này nó là một lý luận hiện nay chúng ta bắt đầu đưa vào trong trường và bắt đầu chú trọng, đó là dạy học thông qua trải nghiệm. Nó giống như triết lý của John Dewey có nói là trường học không phải là sự chuẩn bị cho đời sống, mà trường học chính là đời sống. Thì tôi nghĩ đây là một cái quan điểm rất là mới mẻ và bây giờ vẫn chưa cũ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Quốc Vương. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có những phân tích sâu sắc về sứ mệnh của người thầy, tác giả Hoàng Đạo Thúy cũng đã đưa ra những chỉ dẫn để giúp cho những người thầy có thể hoàn thành được sứ mệnh ấy. Và qua những trang viết giản dị mà sâu sắc, độc giả có thể hiểu rõ hơn về công việc của những người lái đò trí thức. Là trợ lý thân cận của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến sự nghiệp giáo dục, nên cho đến giờ, Đại tá Trịnh Nguyên Huân vẫn luôn giữ thói quen tìm hiểu, cập nhật những thông tin mới của ngành giáo dục. Ông cho rằng, vấn đề cốt lõi của giáo dục xưa và nay thực ra không hề thay đổi. Cái khác chỉ là ở phương tiện và cách tiếp cận, ngay cả mối quan hệ hai chiều giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Giáo dục của gia đình và giáo dục xã hội nó chẳng bao giờ tách nhau, bởi vì đứa trẻ từ khi nó lớn ra, sinh ra, mẹ là cái người đầu tiên dạy cho nó, thì vẫn là như thế thôi, chỉ có cách tiếp cận khác nhau. Đấy, và cái thời đại thì khoa học công nghệ nó thay đổi đi, thì chúng ta dùng các cái phương tiện đấy để thực hiện các mục tiêu cũ, thực hiện các mục tiêu gọi là muôn thuở đấy. Đấy, để như thế nào để cho nó tốt hơn thôi. Thực tế, vấn đề về sự cần thiết của mối quan hệ hai chiều giữa gia đình và nhà trường, việc giáo dục học sinh thời đại nào cũng đặt ra bức thiết. Trong cuốn sách Nghề Thầy viết cách đây gần 80 năm, nhà giáo Hoàng Đạo Thúy nhấn mạnh, giáo dục phải bắt đầu từ khi đứa trẻ còn là bào thai. Tác giả khuyên các bà mẹ khi mang thai nên hướng thiện, biết cân nhắc lời ăn tiếng nói để con có được nhân cách tốt. Khi mà có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường thì đấy là điều tuyệt vời nhất rồi. Có sự đồng hành ấy, thì em bé sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Ngày nay mà chúng mình vẫn có thể áp dụng được và vẫn vận dụng được những cái giá trị cốt lõi đấy, thì cái cuốn sách đấy thì luôn luôn là cần đọc và nên đọc ở trong trường hiện nay. Ngoài mối quan hệ gia đình nhà trường, trong cuốn Nghề Thầy, tác giả Hoàng Đạo Thúy còn đặt ra nhiều vấn đề của giáo dục cùng những phương pháp, kinh nghiệm giáo dục giàu tính thực tiễn. Trong đó, ông nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục toàn diện. Theo cách diễn đạt của ông, nhà giáo dục phải để tâm đến đức, trí, thể, trí, công, đặc biệt là trí. Có thể là bây giờ cái phương pháp là khác nhau, tuy nhiên thì cái giá trị ở cuốn sách đấy thì nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ, cùng với quan điểm đấy là phát triển một đứa trẻ thành một đứa trẻ toàn diện cả về nhân cách lẫn tri thức. Chính bởi những tư tưởng vô cùng tiến bộ ấy nên đã gần 80 năm trôi qua kể từ khi Nghề Thầy được xuất bản lần đầu tiên năm 1944, nhưng đa số những vấn đề mà tác giả Hoàng Đạo Thúy đặt ra, bàn luận vẫn chưa hề cũ và còn nguyên giá trị đối với những người làm trong ngành giáo dục hiện nay. Thưa tác giả,
giả Nguyễn Quốc Vương, chúng ta có thể thấy trong cuốn sách này thì tác giả Hoàng Đạo Thúy không chỉ bàn về chủ trương giáo dục, mà ở đó thì ông cũng dành rất nhiều những chương để phân tích về sứ mệnh của người thầy và đưa ra những chỉ dẫn cụ thể về những việc cần làm để hoàn thành sứ mệnh ấy. Đọc những phân tích này của một người thầy cách xa chúng ta gần 80 năm thì anh cảm thấy như thế nào, và anh thấy rằng là những chỉ dẫn này thì nó còn có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày hôm nay ạ? Ở đây cụ Hoàng Đạo Thúy đã đụng đến một vấn đề mà trong cuộc sống hiện đại ngày nay, giữa vòng xoay của cơm áo gạo tiền, giáo viên rất nhiều người né tránh, đó là lý tưởng nghề nghiệp, hay nói cái khác là sứ mệnh của người thầy. Ở đây ông Hoàng Đạo Thúy ông ấy nói là nghề thầy không phải là nghề thuần túy để kiếm cơm. Mặc dù kiếm cơm không có gì xấu, kiếm cơm mà nghề mình làm ra là không có gì xấu, nhưng nếu mà làm thầy mà chỉ dừng lại ở chỗ là kiếm tiền để sống hay sống một cuộc sống gọi là sung sướng ấy, thì ông nói rằng là như vậy là sai nghề. Bởi vì người thầy không chỉ là một người đi làm công để nhận lương, người thầy đồng thời phải là một người khai sáng xã hội. Tức là người thầy phải giúp cho người dân mà nơi mình sống có cuộc sống tốt hơn. Trong sách thì ông Hoàng Đạo Thúy có nói là thuyết giáo đối với người dân về chuyện là phải sống văn minh như thế nào không bằng việc là người thầy làm cho khu vườn của mình sạch sẽ, ngôi nhà mình trở nên vệ sinh, mình có một cái lối sống lành mạnh thì người dân nhìn vào đó người ta sẽ học theo. Quan niệm của cụ Hoàng Đạo Thúy là một quan niệm rất là rộng và có một yêu cầu rất là cao. Không phải ai làm thầy cũng có thể đạt được trình độ đó, nhưng đấy là cái đích mà người thầy cần hướng đến. Và soi vào xã hội hiện đại ngày nay thì ta sẽ thấy là đúng thật. Khi mà Internet ra đời, khi mà xã hội học tập xuất hiện, người dân có thể tiếp nhận thông tin từ rất nhiều nguồn. Học sinh có thể tự học từ Internet, từ sách, báo, truyền thông. Thì người thầy trở thành người truyền cảm hứng, trở thành người dẫn dắt về tư duy, trở thành người định hình về giá trị, và người thầy trở thành những người hoạt động xã hội để đóng góp với cộng đồng, trở thành một lý luận mới. Và tôi nghĩ là cụ Hoàng Đạo Thúy đã đi trước rất là xa, và đấy chính là cái mà chúng ta ngày nay có thể là kế thừa tư tưởng của cụ. Và đối với những người giáo viên trong xã hội hiện đại thì tôi nghĩ là nếu muốn làm tốt là sứ mệnh của mình thì lời cụ vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ viết ra cho những người thầy mà cuốn sách này cũng sẽ giúp cho những bậc phụ huynh có thêm những bài học quý báu như thế nào, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta thấy rằng là tâm lý giáo dục của người Việt Nam hiện nay thì đang bị ảnh hưởng nhiều bởi cái gọi là xu hướng xính ngoại ạ. Đối với một đất nước mà trải qua chiến tranh kéo dài và lý luận giáo dục của chúng ta ít nhiều lạc hậu hơn so với thế giới, thì chuyện chúng ta học hỏi thế giới hay là cho con du học hay là học tập các mô hình thế giới là điều đương nhiên, rất là cần thiết. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa rằng là những di sản về giáo dục của người Việt để lại là không có giá trị. Những cái liên quan đến triết lý giáo dục mà cụ Hoàng Đạo Thúy đề ra như là trí có bao giờ lạc hậu không? Tôi nghĩ là không bao giờ lạc hậu. Các bậc phụ huynh đôi khi quá chú trọng về việc là cho con mình học các kỹ năng, học ngoại ngữ hoặc là học về tri thức để có thể là thi được vào trường nọ trường kia hoặc có thể đi du học, nhưng quên mất một điều là dạy cho con, hay nói cách khác là hướng con đến việc là suy ngẫm lớn lên mình sẽ trở thành người như thế nào, mình có nghĩa vụ gì với gia đình, với xã hội, với cộng đồng, hoặc là làm thế nào để trẻ em có một ý chí để vượt khó, để có lòng can đảm để trở thành một người mà theo đuổi cái cảm giác về chính nghĩa, giống như là ông Hoàng Đạo Thúy nói trong cuốn sách. Thì đôi khi là phụ huynh của chúng ta lãng quên, bởi cuộc sống hiện đại nó có rất nhiều thứ cám dỗ liên quan đến vật chất. Thì tôi nghĩ đây là một cái mà phụ huynh khi đọc cuốn sách này có thể giúp cho bản thân mỗi gia đình là chỉnh sửa lại cái triết lý giáo dục của mình, sao cho cuối cùng giáo dục phải hướng đến mục tiêu cuối cùng là con người như thế nào, chứ không phải là điểm số, cũng không phải là học bổng, cũng không phải là trường. Tất cả những cái đó chỉ là những cái cột mốc, những cái phương tiện để đạt được mục đích cuối cùng mà thôi. Nếu như chúng ta đọc và suy ngẫm về điều này thì chúng ta sẽ thấy là giáo dục chúng ta đang thiếu một cái gì đó chạm đến trái tim của tất cả mọi người, làm cho mọi người nhận ra là giáo dục là như vậy. Thay vào đó thì chúng ta cứ chạy hết trào lưu này đến chạy đến trào lưu khác và nó làm cho chúng ta mỏi mệt. Vậy thì theo anh là nghề thầy có phải là người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong mọi hành trình giáo dục cả ngày hôm nay và mai sau hay không ạ? Cuốn sách này mặc dù là xuất bản từ cách đây rất là lâu, nhưng mà tôi nghĩ nó là một cuốn sách tham khảo khá hữu ích với tất cả các giáo viên ở các cấp học. Và trên thực tế khi tôi giới thiệu cuốn sách này cho mọi người thì các thầy cô đều phản hồi lại là cuốn sách rất là hay, rất là xúc động, mà thầy viết rất là chân thành giản dị. Cho nên tôi nghĩ đây sẽ là một món quà rất là tốt nếu như là chúng ta tặng cho thầy cô vào dịp ngày 20 tháng 11 hoặc là tặng cho người thân chúng ta đang làm trong lĩnh vực giáo dục. Bản thân tôi cũng tặng cuốn sách này cho một số thầy cô đã từng dạy tôi hoặc là đồng nghiệp. Tôi cảm thấy mọi người rất vui, có nhiều người xúc động và viết thư cảm ơn khi nhận được món quà này. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn dịch giả Nguyễn Quốc Vương đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình Sách và Cuộc Sống ngày hôm nay.
Thưa quý vị, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin được gửi những lời chúc tới các thầy, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để có thể tiếp tục dìu dắt những thế hệ học trò đến những bến bờ tri thức. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.